Như các bạn trên hình các bạn thể thấy đây là những máy V-Smart Star đang được chờ thay mới sửa chữa tại di động cao cấp Trần. Có rất là nhiều lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm trên V-Smart Star đang được thực hiện tại di động cao cấp Trần. Ở video này, di động cao cấp Trần không nói về các cái lỗi sự cố liên quan đến sửa chữa V-Smart Star mà chỉ đơn giản giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến sửa điện thoại V-Smart Star, giải đáp những thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến sửa điện thoại V-Smart Star đang thực hiện tại di động cao cấp .vn. Câu hỏi đầu tiên là khi mà tôi hỏng lỗi điện thoại V-Smart Star mà tôi ở xa thì tôi có sửa được không? Thì được thôi, quý vị các bạn chỉ cần gửi máy về các địa chỉ của di động cao cấp .vn. Tôi sẽ kiểm tra các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm trên V-Smart Star quý vị các bạn qua đường dây nóng 0911 582 123. Chúng tôi sẽ kiểm tra, sẽ báo giá sửa cho quý vị các bạn đồng ý sửa. Chúng tôi sẽ tiến hành sửa, sau đó sẽ gửi ngược máy lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được máy, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại V-Smart Star, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn cụ thể chi tiết hơn vị các bạn. Các linh kiện trên điện thoại, câu hỏi tiếp theo là các linh kiện trên V-Smart Star có sẵn không? Thì luôn có sẵn, thay mới vị các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi tiếp theo là khi mà tôi làm hỏng điện thoại V-Smart Star thì có cứu được cái dữ liệu của máy hay không? Thì tùy theo từng trường hợp sẽ có phương án cụ thể chính xác để cứu dữ liệu cho vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi tiếp theo là thời gian bảo hành của điện thoại V-Smart Star sau khi sửa là như thế nào? Quý vị các bạn sẽ được nhận được cái thời gian bảo hành từ 3 đến 6 tháng tùy theo từng lỗi sự cố mà quý vị các bạn đang gặp phải trên điện thoại V-Smart Star quý vị các bạn. Đó là một số thắc mắc liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại V-Smart Star V320A đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Những thắc mắc cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại V-Smart Star V320A, quý các bạn vui lòng liên hệ 096-123-4534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn rõ hơn cho quý các bạn. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.